mấy bà mà tụt quần quốc nó cái cái mấy bà yêu à giờ mấy bà yêu cái ô anh này là chồng quay bơ anh này cũng là chồng quay bơ anh này cũng là chồng quay không phải Nhi ơi cho anh hỏi cảm giác người phụ nữ đó sẽ là vợ của mình của đàn ông trực giác đúng không em hay là chỉ là cảm xúc nhất thời anh ơi không có nhất thời đâu thiệt luôn á nhiều người nghĩ nó là nhất thời nha mọi người nhưng mà như sẽ nói là nó không phải là nhất thời cái chữ commitment tiếng việt là gì vậy trời thôi như gây tiếng anh đi rồi tim tổ dịch tự dịch nó ra hệ commitment là cái điều là đàn ông họ quyết định là họ yêu cô này họ muốn cưới cô này đó đàn ông có rất nhiều giai đoạn để tiến đến cái bước mà chúng ta gọi là commitment này đầu tiên đó là appearance appearance tức là cái vẻ đẹp của bạn cái nhan sắc thú hồn của bạn ngoại hình nó liên quan đến rất là cá nhân có người họ sẽ thấy nó đẹp kiểu này có người họ sẽ thấy nó đẹp kiểu khác ví dụ nhi có thể là gu của các bạn nhưng mà nhi cũng có thể là không phải là gu của các bạn thì đối với đàn ông nó là vậy nếu như nhi là gu của cái thằng đó thì cỡ nào nó cũng thích nhi sau khi nó nhào đến bạn bởi vì cái vẻ đẹp của bạn rồi á hay là còn gọi là ngoại hình của bạn á nó sẽ qua cái kế tiếp mà chúng ta gọi là đúng rồi infatuation tức là bạn bắt đầu bạn mê thì cái giai đoạn này nó thường xuất hiện là bạn lỡ quất người ta rồi hay là bạn bắt đầu gặp rồi bạn nói chuyện rồi trời ơi cái ánh mắt cô ấy nhìn mình thiệt là điên đảo rồi làm cho mình mê muội rồi mình thích cái cô cổ nói chuyện quá mình thích cái giọng thánh thót của cổ mình thích cái mùi của cổ mình thích ôm cổ quá mình thích rờ rạng cổ quá đa phần tới cái phần đam mê này thì có những anh ảnh tấn công dữ dội lắm nhắn tin em rảnh không anh dắt em đi ăn à, gọi điện à, chúng ta gặp nhau được không chúng ta à, đi chơi được không chúng ta hú hí được không cho anh rờ miếng được không cho anh bóp cái này bóp cái kia được không ví dụ như vậy là đến cái giai đoạn thứ hai này sau cái giai đoạn này mình lỡ nó thành công đi như nó ví dụ là lỡ anh này anh vô kèo cái mà bạn ừ cái á là nó tới bước kế tiếp là như gọi là attraction attraction tức là bây giờ họ bắt đầu họ suy nghĩ về bạn người đàn ông này bắt đầu suy nghĩ về bạn tức là nguyên ngày ảnh chỉ nghĩ đến chuyện là ảnh đi làm về là sẽ được gặp em rồi nghĩ đến cái chuyện là tương lai với người này rồi mình cảm thấy mình gắn bó rồi mình cảm thấy mình yêu mình cảm thấy như là mình không mình muốn tháo cổ ra khỏi đầu của mình nhưng mà không thể được vậy đó mọi người người đàn ông sẽ bắt đầu bước qua cái tầng kế tiếp để nó xuống cái chiều sâu hơn đó là attraction sau khi mà điên đảo sáng tối nghĩ về em vào không thế nào mà dứt em ra khỏi đầu thì nó đến cái như gọi là uh, impression impression tức là quá chi là ngạc nhiên với cái người phụ nữ này là sao cổ giỏi vậy sao cổ có thể thông minh vậy sao cổ có thể gợi cảm vậy sao cổ có thể nhiều hơn là cái thứ mình thấy ngày đầu là không những ngoại hình cổ đẹp mà bây giờ tâm hồn cổ cũng đẹp nữa cổ làm cho mình cảm thấy quá chi là ấn tượng với cái người phụ nữ mà mình không thể tin được trên đời này có tồn tại là vừa là gu của mình vừa đẹp nữa mà còn vừa chăm sóc gia đình rồi vừa yêu thương bạn bè xung quanh rồi vừa hiểu ý mình rồi chăm sóc mình tức là đàn ông nó đi vô chiều sâu dần dần á mọi người rồi đến cái chiều này xong rồi á thì người đàn ông mới bước đến cái bước kế tiếp trước khi họ đi vô cùng với mình đó là conviction conviction là một cái giai đoạn gần cuối mà các bạn thấy người đàn ông chuẩn bị nhận thức ra là họ yêu cái người phụ nữ này và họ quyết là họ muốn kết hôn hoặc là họ muốn gắn kết với người này đến cuối đời đa phần có những cái người tới cái giai đoạn này họ bị một cái đó là họ hơi bị hoãn á mọi người những cái người mà tới cái conviction là họ bắt đầu đúc kết lại hết là từ ngoại hình của cổ là gu của mình nè mình rất là mê cổ nè lúc mà mình đắm đuối mình nghĩ đến chuyện làm tình mình nghĩ đến chuyện được ăn tối với cổ mình muốn đến chuyện gặp gỡ cổ rồi mình cảm thấy rất là thu hút đó là mình tạo mọi cách để mình thu hút tầm nhìn của cổ để cổ biết được là mình là một người đàn ông như thế nào ví dụ như là khoa tiền khoa xa khoa nhà khoa vân va vân vân rồi sau khi mà mình ấn tượng mình thu hút xong rồi bây giờ mình gây sự chú ý với cổ rồi mình tạo sự ấn tượng với cổ rồi bây giờ mình rút ra một cái kết luận là mình muốn ở ở với người phụ nữ này rồi và đây là cái mấu chốt cuối cùng để quyết định là ảnh có muốn cam kết là yêu bạn hay không nó gọi là reaffirmation bạn sẽ thấy giai đoạn nó có nhiều người đàn ông người ta như gọi là covid covid tức là chân lạnh tức là họ bị lạnh chân hay họ nổi da gà bởi vì họ chưa bao giờ yêu ai nhiều như vậy đó. thì cái giai đoạn này nó quyết định đến cái reaffirmation again đó là họ có chắc chắn là họ muốn cam kết họ xác định lại là họ muốn tôn thờ cái tình cảm này và họ xác định khẳng định lại một lần nữa là tôi muốn cưới cái người phụ nữ này cho nên cái câu hỏi của hiếu đặng dành cho chị là người phụ nữ em cảm thấy muốn làm vợ có phải là trực giác không thì chị nghĩ là ngày hôm nay em nhìn thấy những cái bước này của bất cứ người đàn ông nào trải qua chị nghĩ em đã dành được một thời gian của một người phụ nữ này để em đưa đến cái quyết định đây là cái người phụ nữ của cuộc đời em và đây nó không chỉ đúng với hiếu đặng không mà nó đúng với tất cả những cái người đàn ông ngoài kia mà chị gọi là họ trải qua từng cái cung bậc cảm xúc của họ đàn ông nó khác với phụ nữ lắm phụ nữ mấy bà ngu lắm mấy bà mà tụt quần quốc nó cái cái mấy bà yêu à giờ mấy bà yêu có ố anh này là chồng quay ố anh này cũng là chồng quay ố anh này cũng là chồng quay không phải trai của chị đây là những cái vòng cảm xúc em trải qua cho đến khi em chắc chắn đây là cái người em muốn cưới em yêu, và mấy con bánh bèo của chị cũng vậy, tụi em hãy quan sát để hiểu được là nếu như em đang quen một cái anh nào đó mà ở cái tầng mà chị gọi là tầng đầu tiên này nè, cái tầng mà gọi là appearance, tức là mày đẹp gái rồi cái thằng đó mê mày, nó mê mày say đắm, nó dắt mày đi ăn rồi, nó làm tình với mày từ 9 tháng cho tới 3 năm này nào đó. rồi nó không làm một cái gì để cúng hút mày nữa, tức là nó không có dắt mày đi chơi, nó không có sạch sẽ, thơm tho nó không có khoe tiền này, cái cái nọ tức là nó bị dừng tới cái khúc này tức là mày chưa chắc là nó muốn cưới mày đâu có nhiều thằng nó ở với mày như vậy tại vì nó thèm cái lầm tình đó cho nên nó có đi lên đi xuống khúc này nè cho nên phụ nữ phải cẩn thận nghe không có okay, khi tụi nó vì ngoại hình của mày vì mày đẹp mày ngon nó muốn quất nên nên nó cứ đi lên đi xuống hai cái khúc đó thôi chứ nó chưa có thực sự mà nó yêu sâu nó chưa có thực sự mà nó đào sâu vô trong người của nó nó chưa có thực sự nhìn thấy em là cái the one của nó để mà nó nhìn thấy cái viễn cảnh là anh sẽ ở với cái người phụ nữ này cả cuộc đời và anh sẽ xây hạnh phúc với cổ đó đó là câu trả lời cho em đó hiếu đặng chị đoán là đây là cái người em yêu rồi đó cho nên nhào vô hốt luôn đi bạn trai như cãi lộn như nó bực lắm tại nó không nhớ nó nói gì như nhớ như hay bả đầu nó lắm như hay ăn hiếp chơi lắm như ăn hiếp bằng cách nào như ăn hiếp bằng cách là như nhớ chính xác như dùng từ gì và nó không nhớ cái xong như dồn nó vô góc tường hồi nãy anh nói cái này nè 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 cái nó nó kiểu như nó hoảng nó giờ như khôn hơn rồi như cái ok bây giờ anh không nói đúng không em sẽ chụp tin nhắn màn hình của anh lúc này anh chat cái này nè anh chat cái này nè anh chat cái này nè Nhi nói rằng mọi người Nhi luôn luôn đúng Nếu mà Nhi sai thì phải coi lại điều một Tại vì Joey luôn luôn sai Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái không mô tả này nè Tham gia Nhi Lê Foundation nè Tham gia Nhi Lê Team nè à, Đó, donate cũng vô đó luôn Cái donate này là vô từ thiện đó ngay Chứ không phải vô Nhi Lê ngay Đừng tưởng vô Nhi Lê ngay Ai mà muốn học cá nhân với Nhi đường link cũng ở dưới luôn Rồi, thế thôi Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái like kế tiếp của Nhi